Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến channel của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi. Sau đó tạm ngưng và giữ nguyên tư thế đó, di chuyển ra chỗ khác để quay một cảnh tiếp theo. Cứ thế các bạn cứ làm tiếp tục cho đến khi nào hoàn thành được clip của mình. À đúng rồi, các bạn hãy nhớ tải TikTok nha, để các bạn có thể...